14 tháng 3, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 4, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an, cho biết đơn vị đã tìm ra tài xế ô tô vượt ẩu trên cao tốc Cam Lộ La Sơn. Nam tài xế là HAC, sinh năm 1992, quê ở Đô Lương, Nghệ An. Làm việc với công an, tài xế C khai nhận sáng 13 tháng 3, người này cùng đồng nghiệp đi công tác bằng ô tô. Lúc này, đồng nghiệp của anh C là người lái chính, sau đó đổi lái cho anh. Khi tới km 58 đường cao tốc Cam Lộ La Sơn, Mặc dù đã tới đoạn chuyển từ 4 làn xuống còn 2 làn, anh C vẫn tiếp tục chuyển làn phải để vượt lên một chiếc container đi phía trước. Nam tài xế tường trình và cam kết không tái phạm hành vi, tôi nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm. Sau đó tôi phải đỗ ở làn dừng nghỉ để rửa mặt cho đỡ sợ hãi. Với vi phạm trên, nam tài xế bị lập biên bản xử phạt về hành vi vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép. Mức phạt cho hành vi này là 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng. Trước đó mạng xã hội đăng tải clip trích xuất từ camera hành trình của một xe container. Nội dung thể hiện hành vi vượt trái quy định của một ô tô con trên cao tốc Cam Lộ La Sơn, đoạn qua địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời điểm trên, container đang lưu thông trên làn đường sát giải phân cách giữa ở đoạn tuyến có 4 làn xe. Khi container kết thúc đoạn vuốt chuyển tiếp từ 4 làn sang 2 làn, bất ngờ một ô tô con vượt lên bên phải, tạt đầu xe container. Tình huống vượt ẩu khiến nhiều người cảm thấy tương đồng với vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ba mẹ con tử vong thương tâm xảy ra hôm 18 tháng 2. Ngày 13 tháng 3, Cục Đường Bộ Việt Nam đã họp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Cục Cảnh sát Giao thông để xử lý bất cập trên các tuyến cao tốc sau các vụ tai nạn gần đây. Tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Đường Bộ Nguyễn Xuân Cường yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh tổ chức đếm xe, phân loại xe và phân tích các yếu tố bất lợi, điều kiện địa hình, thời tiết, hạ tầng giao thông trên cao tốc Cam Lộ La Sơn. Việc này nhằm lập phương án phân luồng, nâng cao an toàn giao thông trên tuyến. Ban quản lý đường Hồ Chí Minh phải trình phương án phân luồng trước ngày 17 tháng 3 để khu quản lý đường bộ 2 thẩm định, báo cáo cục đường bộ trước ngày 18 tháng 3. Sau khi có báo cáo thẩm định phương án phân luồng giao thông, cục đường bộ sẽ tổ chức họp trong ngày 20 tháng 3 với các cơ quan chức năng, hiệp hội liên quan để xem xét, đánh giá làm cơ sở triển khai thực hiện tiếp theo. Trước đó, từ 21 tháng 2 đến 26 tháng 2, khu quản lý đường bộ 2 đã giả soát kết cấu hạ tầng và tổ chức giao thông của tuyến Cam Lộ La Sơn. Ngày 28 tháng 2, tổ công tác của cục cảnh sát giao thông tiếp tục kiểm tra cao tốc này. Sau khi kiểm tra, các đơn vị đã đề xuất và thống nhất giải pháp xử lý, khắc phục các bất cập phát sinh. Tuyến Cam Lộ La Sơn được cấp thẩm quyền phê duyệt theo tiêu chuẩn đường cao tốc 4 làn xe nhưng vừa qua chỉ được đầu tư phân kỳ với quy mô 2 làn xe nên đường rộng 12 m. Do vậy, Phương án tổ chức giao thông phải phù hợp với thực tế kết cấu hạ tầng của dự án. Cao tốc này đã thông xe nhưng chưa triển khai thu phí, dẫn tới lưu lượng phương tiện từ quốc lộ một dồn sang. Tuyến đường đã xuất hiện tình trạng lấn làn, vượt ẩu, vi phạm quy định về an toàn giao thông. Từ sau Tết Nguyên đán, hai vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi năm sinh mạng. Hôm 18 tháng 2, tai nạn xảy ra giữa xe con và xe đầu kéo trên cao tốc Cam lộ La Sơn đã khiến ba người trên xe con thiệt mạng. Đến tối 10 tháng 3, Cao tốc này tiếp tục ghi nhận vụ tai nạn thảm khốc. Ô tô khách 40 chỗ va chạm với xe tải đang dừng đỗ bên đường khiến hai người trên xe khách thiệt mạng và 9 người phải nhập viện. Ngày 13 tháng 3, lãnh đạo đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, cục cảnh sát giao thông cho biết đã tiếp nhận phản ánh của báo giao thông cũng như là thông tin đăng tải trên mạng xã hội để xác minh truy tìm xe ô tô con biển kiểm soát 51A 197... vượt trái quy định trên cao tốc Cam lộ La Sơn. Theo clip đăng tải trên trang mạng xã hội Facebook, vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 58 phút ngày 13 tháng 3 trên cao tốc Cam Lộ La Sơn, đoạn qua địa phận Thừa Thiên Huế. Theo hình ảnh camera hành trình, từ trên xe container ghi lại, chiếc xe này đang lưu thông bên làn đường giáp dài phân cách giữa, ở đoạn tuyến có 4 làn xe. Khi kết thúc đoạn vuốt chuyển tiếp từ 4 làn sang 2 làn, bất ngờ một chiếc ô tô con vượt lên bên phải xe container. Đáng nói, trước vị trí này ngay dưới lòng đường đoạn 4 làn xe có sơn kẻ mũi tên hướng dẫn cho các phương tiện ở làn đường giáp dài dừng xe khẩn cấp chuyển vào làn bên trong có biển báo cấm vượt ở cuối đoạn chuẩn bị hết 4 làn xe vào đoạn vuốt chuyển tiếp từ 4 làn xuống hai làn dù chưa xảy ra va chạm nhưng hành vi vượt trái quy định này khiến người xem không khỏi giật mình bởi hành vi vượt phải bất chấp quy định như vậy cũng chính là nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn giao thông thảm khốc giữa ô tô tải biển kiểm soát 63H00568, ô tô con biển kiểm soát 36A48567 và xe đầu kéo biển kiểm soát 63C13659 trên cao tốc Cam lộ La Sơn vào ngày 18 tháng 2 mới đây. Vụ tai nạn khiến ba người trong cùng một gia đình tử vong. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên là do xe ô tô con vượt bên phải rồi lại tạt sang bên trái và vào đầu xe container dẫn đến tai nạn. Lãnh đạo đội tuần tra kiểm soát giao thông số 4 cho hay, thời gian qua, đơn vị tiến hành xác minh cập nhật các thông tin hình ảnh về nhiều vụ vượt trái quy định trên cao tốc Cam Lộ La Sơn từ thiết bị chuyên dụng, ghi hình của đội, người dân cung cấp, cơ quan truyền thông, mạng xã hội để tiến hành lập hồ sơ, gửi thông báo phạt nguội đến chủ phương tiện. Bên cạnh việc tuần tra trực tiếp trên cao tốc Cam lộ La Sơn, việc phạt nguội về hành vi vượt ẩu trái quy định được đội triển khai thường xuyên. Thống kê gần 30 ngày qua, các tổ công tác xử lý trực tiếp đến hơn 100 phương tiện lỗi vượt trái quy định trên cao tốc Cam lộ La Sơn với mức phạt từ 4 tới 6 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 1 tới 3 tháng. Ngoài ra, đội đã gửi thông báo phạt nguội đến cả trăm trường hợp khác, hiện nhiều trường hợp đã tự giác đến xử lý liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc khiến nhiều người thương vong trên cao tốc Cam Lộ La Sơn, chiều ngày 13 tháng 3, lãnh đạo công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan công an đã quyết định khởi tố vụ án và dự kiến trong chiều nay sẽ ra quyết định khởi tố bị can. Trước đó vào khoảng 19 giờ 40 phút ngày 10 tháng 3, Lê Hoàng Quân, sinh năm 1973, chú huyện Đắc Minh, tỉnh Đắk Nông, điều khiển xe khách dường nằm, biển kiểm sát 51B 26149, loại 2 chỗ ngồi, 44 chỗ nằm, thuộc nhà xe Dương Thảo tại Đắk Nông, chạy tuyến cố định Nghệ An Đồng Nai, chạy trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn hướng Quảng Trị Đà Nẵng. Khi đến tại km 58 cao tốc Cam Lộ La Sơn, đoạn qua thôn Sơn Quả, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, để đuôi xe phía bên phải và vào phía sau bên trái đuôi xe ô tô tải biển kiểm sát 75C01691 của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải San Hiền có địa chỉ tại thành phố Huế, do tài xế Phan Đình Thành, sinh năm 1988, chú thành phố Huế điều khiển, bị nổ lốp xe đang đỗ phía trước cùng chiều. Vụ tai nạn khiến vợ chồng anh Cụt Văn Sơn, sinh năm 2004, cùng chị Cụt Thị Phong, sinh năm 2004, trú tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, tử vong, cùng nhiều người khác bị thương. Hiện còn 3 nạn nhân đang phải nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, gồm Cụt Thị Phuôn, sinh năm 1997, chú xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, Cụt Văn Xuân, sinh năm 1992 và Cụt Văn Huyền, sinh năm 1999, cùng chú xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn. Lực lượng chức năng xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do Lê Hoàng Quân điều khiển ô tô khách biển kiểm sát 51B26149 không chú ý quan sát. Trong khi đó, Phan Đình Thành điều khiển ô tô tải biển kiểm sát 75C01691 khi đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy không đặt ngay báo hiệu nguy hiểm theo quy định gây tai nạn giao thông. Chiều ngày 11 tháng 3, ông Cụt Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với đơn vị chức năng xuống động viên thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có người gặp nạn trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tối ngày 10 tháng 3 trên cao tốc Cam Lộ La Sơn, đoạn qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông Cụt Văn Thắng cho biết, có 11 người trên xe khách trong vụ tai nạn nói trên, trú trên địa bàn xã Bảo Nam, Vụ tai nạn đã khiến anh Cụt Văn Sơn, sinh năm 2004, và vợ là chị Cụt Thị Phong, sinh năm 2007, cũng là người dân tộc Khơ Mú, tử vong tại chỗ. Có bốn người khác bị chấn thương, phải đi nhập viện cấp cứu, trong đó có hai người bị thương rất nặng và hai người bị thương nhẹ. Ngoài ra, còn có năm người khác bị xây sức nhẹ sau vụ tai nạn. Phó Chủ tịch xã Bảo Nam cho hay, 11 người kể trên đều là người dân tộc Khơ Mú, có hoàn cảnh khó khăn. Họ là những công nhân từ quê vào các tỉnh trong miền Nam để làm thuê kiếm sống. Tuy nhiên, trên đường đi đã gặp nạn. Riêng đôi vợ chồng tử nạn trong vụ việc có hoàn cảnh thương tâm nhất, họ mới cưới và có con 7 tháng tuổi. Cả hai vợ chồng anh Sơn từng làm thuê tại tỉnh miền Nam, cuối năm 2023 họ về quê nhà tại xã Bảo Nam để ăn Tết Nguyên đán. Ngày 10 tháng 3, vợ chồng anh Sơn gửi con 7 tháng tuổi lại cho bố mẹ nuôi, rồi xuống thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn để bắt xe khách vào tỉnh Bình Phước làm việc. Trên đường đi, khi đến tỉnh Thừa Thiên Huế, chiếc xe cách gặp nạn khiến hai vợ chồng anh Sơn tử vong. Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng, các nhà thiện nguyện, chính quyền địa phương đã hỗ trợ đưa thi thể hai vợ chồng anh Sơn về quê để lo thủ tục mai táng. Ngay trong chiều ngày 11 tháng 3, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn, chính quyền xã Bảo Nam đã đến thăm hỏi động viên các gia đình có người gặp nạn, đồng thời chia buồn thăm hỏi đến gia đình có hai nạn nhân tử vong. Hiện xã Bảo Nam đã đến thăm hỏi và trước mắt là hỗ trợ 2 triệu đồng tiền xe di chuyển và 4 triệu đồng để gia đình lo thủ tục mai táng cho hai nạn nhân tử vong. Chiều ngày 11 tháng 3, xe cứu thương đã đưa thi thể hai vợ chồng anh Sơn về đến quê nhà để gia đình làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương. Rất đông người dân hàng xóm láng giềng đến thăm hỏi chia buồn cùng với gia đình. Ông Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn chia sẻ, hiện nay huyện đã cử phó chủ tịch các phòng ban ngành và các xã xuống thăm hỏi, hỗ trợ giúp đỡ gia đình những người bị nạn trong vụ tai nạn. Các nạn nhân bị thương hiện vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.